Vẽ tranh được hơn 10 năm nay, nhưng mà hôm nay tôi mới nhận ra là tôi vẽ xấu vãi. Chuyện là trong một cái hội vẽ giấu tên mà tôi tham gia, có tổ chức một cái event vẽ tranh rất là hoành tráng lệ. Nhưng mà cái tánh tôi xưa giờ là không có nhiều chuyện, với lại mấy cái event vẽ tranh này thì tôi không có thích tham gia. Nhưng mà chắc chắn là phải có nhưng mới có cái video này. Nhưng mà vì cái mẫu vẽ nó nghệ thuật, nó trừu tượng, ánh sáng, hình khối, chất liệu của nó rất là ổn. Mê gái thì nói là mê gái cho rồi đi ông ơi. Thì đó, cho nên là tôi quyết định tham gia để mà thử sức mình cho vui. Với lại là có một chút giải thưởng để mà mua bút chì vẽ tranh đồ đó mà. Thế là tôi bắt đầu hì hục vẽ, thậm chí là còn hí hửng quay lại những thước phim tuyệt đẹp để gửi đến mọi người nữa cơ mà. Vẽ tranh được 10 năm cơ mà, kiểu gì mà chả có giải. Không giải to thì cũng giải bự, quá là tự tin luôn. Nhưng mà mờ không như đời, chuyện sẽ không có gì để nói khi mà tôi bắt gặp được những tác phẩm của những bạn đã tham gia event và đăng lên cái hội vẽ đó. Đầu tiên là cũng được đó, cũng gọi là biết vẽ tranh đó. Thôi cho bạn cái giải khuyến khích đó. Vẽ cũng được đó, đẹp hơn mình một xíu. Thôi cho cái giải nhì cũng được. Được rồi, tại mình cũng lớn tuổi rồi mà, mấy lớp trẻ bây giờ người ta vẽ ghê lắm, cho nên là thôi cũng gọi là đi ha. Thôi được rồi, tôi lấy cái giải ba thôi được chưa? Trời đất ơi, vẽ cái gì vậy trời? Vậy rồi sao tôi vẽ lại? Cái quần què gì vậy má? Cái này là in, chắc chắn là in. Ban tổ chức đâu? Chắc va liền cho tôi. Không thể nào mà để những cái trường hợp như thế này tham gia event được. Thôi được rồi, tôi chỉ lấy giải khuyến khích thôi, mọi người đừng có làm như vậy nữa. Tôi phải mất đến 3 tiếng để diễn lại cái phân cảnh độc thoại nội tâm đó mọi người. À mà rồi mọi người có thắc mắc là cái tranh của tôi nó ở đâu không? Thật ra thì cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà chừng này thôi đã mất hơn 20 tiếng đồng hồ của tôi luôn rồi á. Ê, mà nói nãy giờ chắc là mọi người nghĩ là tại vì tôi thấy những cái bạn vẽ tranh đó đẹp quá cho nên là tôi nản đúng không? Không có đâu nha, tại vì tôi có quá là nhiều công việc như là làm content nè, vẽ tranh nè, quay video, kinh doanh, hút cho mèo. Rất là bận luôn mọi người biết không? Ê, cái này là giải lao sau những giờ làm việc căng thẳng thôi. Đừng quay, đừng có quay. Ê. Sau đêm hôm đó, tôi đã vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Tại mình già cho nên là tay chân lọng cộng nên vẽ xấu, hay là do mấy bạn trẻ bây giờ tài năng cho nên là vẽ đẹp quá nhờ? Sau 3 ngày đêm ăn ngủ đều đặn, tôi mới nhận ra là thời gian học vẽ nó chả có liên quan gì tới cái khả năng vẽ tranh đẹp của bạn hết trơn luôn á. Quan trọng là mình tiếp thu và cố gắng luyện tập nó đến đâu thôi. Có rất là nhiều bạn nhắn tin cho tôi hỏi là: anh ơi, em vẽ tranh đến nay cũng vừa tròn 1 tháng, sao em vẽ mãi mà không đẹp được vậy? Ý là tâm trí mình lúc đó có ổn định để đặt ra câu hỏi đó không á? Hoặc là kiểu có mấy bạn xem clip hướng dẫn vẽ của tôi ở trên TikTok 1-2 lần thôi đã hỏi: anh ơi, em coi clip của anh vẽ lại nhưng mà sao nó không đẹp được như anh vậy? Khó nói. Mọi người có biết là tôi hướng dẫn vẽ cho mọi người, nhưng mà tôi đã phải nghiên cứu làm sao để cho dễ hiểu và là đơn giản nhất. Nhưng mà những thứ đơn giản đó chính là người hướng dẫn như tôi cũng đã phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần mới dám lên video cho mọi người đó. Áp lực lắm, stress lắm. Vẽ 1-2 lần mà đẹp được á, giờ thì tôi đâu có ngồi đây đâu. Thật sự là cho dù vẽ tranh hay là bất kỳ bộ môn nào khác thì nó cũng đòi hỏi rất nhiều công sức, thời gian. Bộ môn này còn là tiền bạc nữa đó. Có thể bạn sẽ vẽ tốt hơn nếu học hỏi và tìm ra cho mình những cách luyện tập phù hợp với bản thân.
Tôi chỉ ước là bây giờ bạn hãy thử dành ra mỗi ngày 30 phút để vẽ một chiếc lá, rồi vẽ lên một cành cây. Tôi tin là một ngày nào đó bạn sẽ vẽ được cả khu rừng của riêng mình. Tôi còn nhớ rõ là ngày xưa khi mà mới tập vẽ, tôi gần như là không ăn không ngủ luôn á. Đó tôi xem như là một sở thích, rồi dần dần nó trở thành một đam mê. Và bây giờ nó là một cái nghề. Sở thích lúc bé đó đến giờ đã nuôi sống tôi, giúp tôi mua được những cái món họa cụ mà tôi từng thích, phụ giúp gia đình, hay là vẽ những thứ mà mình từng nghĩ là mình không thể nào mà vẽ được, hay là có thêm những người bạn mới, chính là những người đang xem video này. Có một cái cách để cho mọi người vẽ lên tay nhanh á, đó là mọi người có thể đi học ở những cái trường lớp dạy vẽ uy tín. Còn nếu như mà bạn nào mà chưa có điều kiện á, thì mọi người có thể lên mạng, lên YouTube, mọi người search cái từ khóa mà mọi người muốn vẽ ra. Thì bây giờ người ta có rất là nhiều người dạy vẽ. Nhưng mà cũng phải nhớ tìm một người nào đó có kiến thức để mọi người có thể theo học một cách an toàn. Mọi người có thể search cái từ khóa đó ra bằng tiếng Anh. Đặc biệt á, là mấy kênh nước ngoài á nha, người ta dạy vẽ rất là bài bản, không cần hiểu tiếng Anh đâu. Thấy người ta vẽ gì rồi mình vẽ theo là được, đảm bảo lên tay cực kỳ nhanh luôn á. Mọi người cố gắng đừng có vẽ theo bản năng nha, trừ khi bạn là một người thật sự có năng khiếu. Còn nếu không thì nó sẽ rất là khó để mà bạn lên tay nhanh. Hãy làm việc một cách thông minh và có phương pháp rõ ràng á, thì cái thời gian của bạn đi nó sẽ nhanh hơn và tiết kiệm được thời gian hơn rất là nhiều luôn nha. Tôi có một vài kênh vẽ tranh nước ngoài muốn giới thiệu tới mọi người nè. Kênh đầu tiên là Proco, vẽ chì rất là chỉnh chu, từ nét cơ bản cho đến giải phẫu, tới vẽ hoạt hình minh họa, vẽ phong cảnh hay là vẽ biếm họa, mọi thứ đều có ở trên kênh này luôn. Còn về màu nước thì mọi người có thể tham khảo kênh này nha. Vẽ màu nước cực kỳ đẹp và chất lượng, hướng dẫn vẽ thì cũng dễ hiểu và dễ áp dụng nữa. Hay là kênh của tôi chẳng hạn, vẽ hơi xàm xíu nhưng mà cũng vui. Nhiều lúc không vui. Ai mà biết kênh nào nữa thì có thể đề xuất cho các bạn ở bên dưới cùng tham khảo nha. Nói chung là mọi người cứ thử dạo quanh một vòng YouTube đúng như cái công thức mà tôi nói đi. Tôi tin là mọi người sẽ tìm và học hỏi được rất là nhiều từ những thứ ở trên mạng. Mà quan trọng là bạn có chịu vẽ hay không thôi, với lại là cách áp dụng của bạn như thế nào để cho mình đạt được cái kết quả tốt nhất. Mà tôi nói nhỏ cái này nha, tất cả những cái kiến thức vẽ tranh hay về cuộc sống hàng ngày tôi đều tìm kiếm ở trên mạng hết luôn á. Mọi người hãy cứ thử đi, tôi tin là mọi người sẽ làm được. Rồi rồi, có một cái vấn đề của mấy ông mấy bà nữa đây. Thường thì mọi người thấy mình vẽ xấu là tại vì mọi người hay đi so sánh tranh của mình với lại tranh của người khác nữa, đúng không? Thật ra thì ngày xưa tôi cũng như mọi người thôi, kiểu thích đi so sánh mình với người khác lắm luôn á. Nhưng mà bây giờ mọi người hãy thử thay đổi cái quan điểm so sánh một chút nha. So sánh thì nó sẽ có hai mặt. Một là nó sẽ làm bạn tệ đi khi mà bạn chỉ chăm chăm nhìn vào cái khuyết điểm của mình để so sánh với cái ưu điểm của người khác. Như thế đã là không công bằng cho chính mình rồi á mọi người. Thứ hai, nếu bạn biết cách so sánh thì nó sẽ làm cho bạn tốt hơn rất là nhiều luôn nha. Tôi thì thích nhìn hai chữ so sánh theo cái chiều hướng này hơn. Đây, để tôi ví dụ cho mọi người coi ha. Tôi thường lấy tranh của mình ra và so sánh với tranh của người khác. Nhưng mà tôi sẽ tìm ra cái điểm hay của người ta để mà tôi áp dụng vào tranh của mình. Cái đó rất là hay luôn nha mọi người. Và thậm chí tôi còn tìm ra được cái điểm không tốt trong tranh của họ để mà mình không bị mắc phải. Khá là hay luôn á. Vậy thì so sánh tốt hay là xấu ở trong trường hợp này, nó tùy thuộc vào cái góc nhìn của bạn đối với vấn đề đó. Thật sự là tôi chưa bao giờ gặp bạn, nhưng mà tôi tin là bạn và tôi đều có những cái bản sắc riêng của chính mình. Tôi thật sự nha, chỉ mong là bạn làm thật tốt những cái gì mà bạn đang làm, và tôi tin là bạn sẽ làm được. Thôi được rồi, vẻ đẹp hay không là do sự cố gắng của bạn, hạnh phúc hay không cũng là do sự nỗ lực của bạn mà có. Nhưng mà từ tận đáy lòng, tôi muốn chúc bạn đang xem video này sẽ thật thành công. Ok, xem hết video này mà không like và lại subscribe cho tôi một cái là giận tím người luôn đó nha. Dạo này là tôi bị flop dữ lắm rồi đó. Và nếu được thì mọi người cho tôi xin một cái comment xuống phía dưới để cho tôi có động lực để ra những cái video tiếp theo nha. Vậy hen, cảm ơn, see you.